liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở nhà trẻ không phép, ngày 20 tháng 12, nguồn tin của pháp luật online cho biết, viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân cung cấp để lên kế hoạch xét xử bị can Phan Ngọc Minh Thư, 32 tuổi, về tội cố ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Theo cáo trạng, thư là chủ nhà trẻ tên nhóm trẻ Minh Ngọc thuộc ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, thư không có giấy tờ theo quy định cơ cấu tổ chức nhóm trẻ chưa đảm bảo số lượng người. Một mình Thư đảm nhận tất cả các công việc tại cơ sở giữ trẻ. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hành có đến kiểm tra, phát hiện nhà trẻ này vẫn hoạt động nhưng không có quyết định về việc thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập nên yêu cầu Thư ngưng hoạt động. Tuy nhiên, đến năm 2022, cơ sở vẫn chưa nhận được giấy cấp phép nhưng đã hoạt động trở lại. Dù nhà trẻ không phép nhưng Thư vẫn nhận trong giữ chính trẻ, trong đó có bé NHB, 2 tuổi, khoảng 6 giờ 30 ngày 25 tháng 5, B được mẹ gửi tại nhà trẻ của Thư. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu B khóc, có biểu hiện mệt và uống mình nên gọi điện thoại cho mẹ cháu đến rước về. Khi ông ngoại đến nhà trẻ thì thấy cháu B có biểu hiện bị ngất xỉu nên cùng mẹ B đưa cháu đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu B đã tử vong trước khi vào trung tâm y tế. Vụ việc được gia đình cháu bé trình báo công an. Kết luận giám định thể hiện nguyên nhân chết của cháu bé là sốc mất máu cấp do chấn thương bụng kín đứt vỡ động mạch mạch treo qua quá trình điều tra thư đã khai nhận hành vi phạm tội bản thân thư không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non tuy nhiên thư khai không có đánh bê không thấy bê té ngã và không thấy ai xô đẩy cháu bé